thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự mạnh hay không? Sau kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức kiện toàn bộ máy lãnh đạo của chính phủ. Cùng với đó, ông Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng thường trực. Theo giới quan sát, các nhân sự Phó Thủ tướng trong các nội các Thủ tướng hiện nay đã sạch bóng dáng các nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm, có số lượng 5 Phó Thủ tướng được đánh giá là dư thừa. Điều đó cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chủ trương thay máu trong bộ máy chính trị cũ một cách sâu rộng để sắp xếp nhân sự mới phục vụ cho một triều đại mới. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông nhà nước đưa tin. Trong phát biểu tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Từ đó có nhận thức đúng về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ 14. Phải chăng tuyên bố này của ông Tô Lâm báo hiệu sẽ có những thay đổi lớn cho đất nước Việt Nam? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phân tích và nhận xét khác nhau, đa phần là hoài nghi, thiếu tin tưởng. Không chỉ là slogan, đừng nghe mà hãy nhìn. Quan trọng hơn, một số ý kiến cho rằng liệu ông Tô Lâm có qua nổi con nước tháng 10 sắp tới khi Quốc hội bầu lại chức danh Chủ tịch nước hay không? Theo những ý kiến này, nếu ông Tô Lâm không thực hiện được mô hình nhất thể hóa giống Trung Quốc, chắc chắn Tổng Bí thư Tô Lâm khó có thể nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Trong khi đó, ông Tô Lâm đang đứng trước các thách thức nghiêm trọng trong vấn đề đối nội cũng như đối ngoại. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, tiết lộ lý do vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải rời lịch đi chuyến thăm Trung Quốc sớm hơn dự kiến. Ông Thắng đã nói, ông Tô Lâm đã nhận lời mời từ chính phủ Mỹ. Một cuộc gặp gỡ chính thức giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Biden đang được lên kế hoạch. Dịp ông Tô Lâm sang thăm New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, nếu xuất hiện trước thế giới những biểu hiện của sự chuyển giao, Tô Lâm sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích từ nội bộ. Về đối nội, ông Tô Lâm đang phải đương đầu với những thử thách và phức tạp gấp bội. Đó là việc tranh chấp quyền lực giữa các phe phái trong đảng và nhân tố Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn chưa được bình định cho xong. Mối quan hệ giữa Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú, người dự kiến sẽ ngồi ghế thường trực Ban Bí thư để Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước, vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, lập trường của phe quân đội thời hậu Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng và dứt khoát. Đó là quân đội chứ không phải công an là trung tâm quyền lực. Đó là vì sao? Tuy ông Tô Lâm là bí thư Quân ủy Trung ương nhưng vẫn không tranh thủ được sự ủng hộ từ quân đội. Chỉ dẫn ra đây ba ví dụ đã thấy, nếu các thế lực vừa kể trên bắt tay nhau thì sẽ là chuyện lớn và ông Tô Lâm sẽ không thể ngon ăn. Đó là chưa kể tới nguồn tin của thời báo tiết lộ Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đào tận gốc, chốc tận rễ di sản nhân sự cấp cao thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, trong thời gian sắp tới, các nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai sẽ bị kỷ luật với hình thức khai trừ đảng và cắt hết tất cả các chế độ dành cho cán bộ cấp cao, kể cả lương hưu và các khoản phụ cấp khác. Theo giới quan sát, nếu chủ trương vừa kể trên của Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện được, thì sẽ gây một cơn địa chính trị trong nội bộ của đảng. Phải chăng ông Tô Lâm sẽ tiến hành một chiến dịch hồi tố trên diện rộng để tịch thu tài sản tham nhũng của các quan chức, tương tự như cải cách ruộng đất trước đây? Điều vừa kể trên nếu trở thành sự thật thì Tổng Bí thư Tô Lâm hãy coi chừng sẽ thành cách chữa lửa bằng xăng, rất dễ cháy thành vạ lầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự mạnh hay không. Những dấu hiệu đáng ngại của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thâu tóm quyền lực. Giới phân tích nhận định Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bị đánh giá là có bề dày hồ sơ về kinh nghiệm và chuẩn mực lãnh đạo là khá khiêm tốn. Thời gian ông Tô Lâm ngồi ghế tứ trụ chỉ tính bằng tháng, trong khi đó các Tổng Bí thư gần đây đều đã phải ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm trong vai trò tứ trụ. Những đánh giá như vậy là những tín hiệu đáng ngại với việc Tổng Bí thư Tô Lâm nỗ lực củng cố quyền lực để kiểm soát nội bộ của đảng. Cách đây chưa lâu, trước chuyến thăm Bắc Kinh, truyền thông quốc tế đã tiết lộ có khả năng cao ông Tô Lâm chỉ giữ duy nhất một chức vụ Tổng Bí thư, đồng thời cho biết việc bầu lại Chủ tịch nước sẽ diễn ra tại kỳ họp thường niên của Quốc hội trong tháng 10 năm 2024 tới đây. Ngoài ra, một số đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm không được lòng Bắc Kinh. Giới quan sát cho biết trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua, khoảng 2 tiếng trước cuộc gặp của ông Tô Lâm và Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã cho tàu hải cảnh húc thủng tàu của Philippines tại vùng biển có tranh chấp. Đây là việc làm được cho là dằn mặt ông Tô Lâm, vì ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam
nộp hồ sơ đệ trình đến Liên Hợp Quốc đưa vấn đề ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Biển Đông lên đây. Liệu có phải là sự liên kết ngầm giữa các thế lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích cản bước ông Tô Lâm tiến tới nhất thể hóa hai chức danh để trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng hay không? Một lý do khác nữa khiến giới lãnh đạo cấp cao hết sức bất bình là việc Tổng Bí thư Tô Lâm bằng mọi cách đưa những người thân tín vào các vị trí có ảnh hưởng và sử dụng bộ máy công an để loại bỏ các đối thủ của mình. Ông Tô Lâm có những mối lo ngại với phe Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng cũng lo ngại này đến nay đã giảm bớt đáng kể. Song lực lượng quân đội vẫn còn là một thế lực chính trị quan trọng bậc nhất, thì Tô Lâm không có mấy ảnh hưởng, dù rằng Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quân đội. Theo một số ý kiến, ông Tô Lâm muốn đảm bảo chắc chắn rằng phe quân đội với 26 ủy viên Trung ương Đảng sẽ không cản trở ông tại đại hội lần thứ 14. Do đó, việc bổ sung thêm những người gốc Hưng Yên như Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến hay Trung tướng Nguyễn Hồng Thái là điều cần thiết. Một bộ phận chiếm số đông trong các giới chức lãnh đạo cấp cao đã phản ứng trước những gì dư luận đã báo buộc rằng Đại tướng Tô Lâm lên nắm quyền đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam với cách thức tương tự như một cuộc đảo chính. Sự kiện này đã đánh dấu sự kết thúc và sự ra đời của một giai đoạn mới. Chưa kể nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đang chia rẽ nghiêm trọng, trong đó phe thân tàu chiếm đa số. Chỉ cần Bắc Kinh bật đèn xanh là lập tức sẽ có những chính biến và Trung Quốc chỉ chờ một cơ hội như vậy để khống chế Việt Nam chặt chẽ hơn. Lâu nay vẫn có những tin đồn cho rằng Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch nước để đảm bảo mô hình tứ trụ. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Tổng Bí thư Tô Lâm bất ngờ lại giữ được chức Chủ tịch nước. Đây được cho là phương án tạm thời để ông Tô Lâm có thể đóng cả hai vai trong chuyến đi tới Trung Quốc và Hoa Kỳ. Khi kết thúc chuyến công du nước ngoài đến tháng 10 năm 2024, tại kỳ họp thường niên của Quốc hội, ông sẽ phải giao lại chức Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường. Xin nhắc lại, trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, Tô Lâm muốn giữ cả hai chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng đã gặp phải sự phản đối từ Ban chấp hành Trung ương và Quốc hội buộc ông Tô Lâm phải thoái lui. Sau khi Bình Tòa rời khỏi ghế chánh án, liệu vụ án Hồ Duy Hải có được giải quyết hay không? Theo giới quan sát và phân tích quốc tế, Đại hội khóa 13 mới đi qua được 2/3 nhiệm kỳ, nhưng có lẽ giai đoạn biến động nhân sự nhiều nhất trong chính trường của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã diễn ra. Việc Ban chấp hành Trung ương và Quốc hội phải liên tiếp triệu tập những hội nghị và kỳ họp bất thường để xem xét và xử lý vấn đề nhân sự đã chứng tỏ điều đó. Vào ngày 26 tháng 8, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một nội dung được công luận hết sức quan tâm trong kỳ họp lần này là cuộc đua vào ghế Phó Thủ tướng, đặc biệt là ghế Phó Thủ tướng thường trực. Những cuộc đua này cũng gây cấn không kém cuộc đua giành chức Tổng Bí thư gần đây. Các ý kiến trên mạng xã hội nhận xét, tuy mang danh là kỳ họp bất thường của Quốc hội, nhưng thực chất Quốc hội chỉ diễn cho người dân xem và bỏ phiếu theo chỉ định. Thực ra các vị trí nói trên đã được Tổng đạo diễn Tô Lâm sắp đặt sẵn. Đây là cơ hội vàng của Tổng Bí thư Tô Lâm, với lý do khi các quan tranh nhau mua ghế Phó Thủ tướng thì cơn lũ tiền sẽ đổ về nhà họ Tô và phe cánh của ông. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo chúng tôi được biết, không chỉ riêng Tổng Bí thư Tô Lâm mà nhóm tứ trụ của Việt Nam lâu nay đều sở hữu nhiều tỷ đô la do cướp bóc và tham nhũng mà có. Song ông Tô Lâm và phe cánh công an từ nay sẽ giàu một cách siêu tốc, tới mức cỡ vượng vin chỉ là một con muỗi để cạnh tranh với con voi. Theo đó, quy trình đầu tư quyền lực cho lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương là bỏ tiền mua ghế rồi vơ vét tham nhũng một cách thời gian ngắn để hoàn vốn và có lãi. Sau đó lại mua ghế có vị trí quyền lực cao hơn, lại tiếp tục vơ vét với mức độ lớn hơn, theo mô hình vòng xoáy chôn ốc tháp ngược. Cuối ngày 26 tháng 8, truyền thông nhà nước chính thức công bố, thứ nhất là Quốc hội thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn. Thứ hai là Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Tiến.
thứ ba là phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thứ tư là Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa nhân dân tối cao của Nguyễn Hòa Bình và chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của ông Lê Minh Trí. Thứ năm là phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kết quả vừa kể trên không có gì thay đổi so với các thông tin mà Thời báo .de đã công bố trước đây nhiều ngày. Nguồn tin nội bộ cho biết Chánh án Nguyễn Hòa Bình nằm trong danh sách ứng viên Phó Thủ tướng thường trực theo chỉ đạo của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Không chỉ vì là bạn đồng niên với ông Tô Lâm tại Đại học An ninh trước đây, ông Nguyễn Hòa Bình là đương kim Ủy viên Bộ Chính trị mà đang ngồi ghế Phó Thủ tướng thì đương nhiên phải là Phó Thủ tướng thường trực. Quan trọng hơn, Chánh án Bình dính scandal từ tử tù Hồ Duy Hải là một chiếc gân gà nuốt không trôi, nhả không ra, và đây là giải pháp tháo ngòi nổ. Việc đưa ông Lê Minh Trí thay chức Chánh án Tòa nhân dân tối cao cũng để tạo điều kiện chấm dứt vụ án oan sai kéo dài hơn một chục năm nay. Theo đánh giá của công luận, đây có thể sẽ là một động thái của Tổng Bí thư Tô Lâm để ông lấy điểm với công luận có việc giải quyết một vấn đề mà dư luận xã hội lâu nay rất bức xúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hôm nay với tiêu đề Vì sao Nguyễn Hòa Bình được Tô Lâm ưu ái cho ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.